Cứu ta với, người đó vô lễ với ta. Nè, đi thôi. Đáng đời lắm, dám ức hiếp cô nương. Nè, làm gì vậy? Còn muốn chạy sao? Không kịp đâu. Mau đi thôi. Nè, nghĩ cách giúp ta đi. Giúp ta đi mà. Nguyệt không, chúng ta có duyên thật đó. A-di-đà Phật, tay của huynh vẫn mềm phải không? Hai người, hai người bên đó, huynh cứu ta lần nữa được không? Hideko, đừng quậy phá nữa mà. Huynh nói gì vậy? Ngươi là hoa khấu. Hideko, mau theo ta về. Ta không hiểu huynh nói gì. Không sai, hắn là hoa khấu. Ta hỏi ngươi, ngươi có làm hại người dân Triều Minh không? Cho dù hắn không làm hại người dân, người nhà và thân thích của hắn chắc chắn có. Hideko, đi theo ta nào. Chạy mau, chạy mau đi. Dừng tay, mau dừng tay lại. Cô cũng là hoa khấu. Ta là người Nhật, nhưng không phải tất cả người Nhật đều là hoa khấu đâu. Ta không quan tâm. Tóm lại không ai được rời khỏi đây. Nè, nhanh, nhanh, nhanh lên. Đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Để coi hai người chạy đường nào. Cả hoa khấu và gian tế, bắt hết lại cho ta. Ngươi là ma tăng ở đâu mà đứng cạnh hoa khấu? Ngươi là Thích Kế Quang. Ngươi là ai? Không phải người Nhật nào cũng là hoa khấu đâu. Nè, huynh điên rồi hả? Họ không phải hoa khấu. Thích Kế Quang là một người không phân rõ trắng đen mà bắt ma tăng thông đồng với hoa khấu lại. Rõ, hai người đi trước đi. Huynh, đứng yên, đứng yên. Đưa hai tên ma tăng này về đại lao. Ai là ma tăng chứ? Bọn ta đến từ Thiếu Lâm tự, đi tham gia đại điển tế hải. Ha!
Là hai người. Hai người vẫn ổn chứ? Hòa khẩu to gan còn dám làm bậy. Ta tới đây cứu hai người. Người không, mau đi thôi, không đi không kịp đâu. Hai người không nên xông vào đại lao. Hai người đi đi. Không đi thì thôi, không đi thì huynh chết ở đây đi. Nè nè nè. Người không à, họ nói đúng đó. Chúng ta không đi là chết ở đây thật đó. Vậy bị sư phụ phạt còn hơn là ở đây. Đi thôi, đi thôi. Chúng tôi giúp hai người một lần, hai người cũng giúp chúng tôi một lần, như vậy coi như què nhau. Hai người đi đi, ta không muốn thấy hai người nữa. Người không, đi thôi. Lần trước người giúp bọn ta cũng đã trả nợ cho hai người. Nếu lần sau ta gặp được hai người, ta sẽ giết chết hai người đó, biết chưa? Huynh ấy nói hai huynh giúp chúng tôi một lần, chúng tôi giúp hai huynh một lần, bây giờ xem như là bạn tốt. Ai là bạn tốt của cô chứ? Người không, chúng ta đi. Trong căn phòng này, ngài là khách, ta là chủ, hãy để ta làm. Sư huynh, huynh còn khách sáo với Du Đại Du sao? Du Đại Du ở trước mặt người khác là tổng binh, là trấn đài. Ta ở trước mặt đại sư huynh là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự, là sư đệ của phương trượng, vậy cũng là sư đệ trấn đài. Hôm nay đệ tới chỗ ta, không có trà, chỉ có nước trắng thôi. Thiệt thòi cho sư đệ quá rồi. Người thiệt thòi là huynh mà. Mấy ngày qua đệ bận nhiều việc quá nên không có thời gian tiếp đãi sư huynh. Đệ mới tiếp đón Khâm Sai đại nhân xong. Tối hôm nay đệ đặc biệt chuẩn bị bàn tiệc chay cho sư huynh, mong sư huynh nể mặt. Làm phiền sư đệ rồi. Nguyên Kính, sao ngươi lại tới đây? Ông là phương trượng của Thiếu Lâm Tự sao? Chính là Bần Tăng. Nguyên Kính, không được vô lễ. Đây là phương trượng của Thiếu Lâm Tự đó, Đại Hòa Thượng Tiểu Sơn. Đây là Thích Kế Quang, chỉ huy Ninh Ba Vệ. Bần Tăng hành lễ. Hòa Thượng Thiếu Lâm Tự thông đồng qua khấu, Đại Hòa Thượng như ông cũng không thoát tội đâu. Thích Tướng Quân nói Hòa Thượng Thiếu Lâm thông đồng qua khấu. Nguyên Kính, ta hỏi ông, Nguyệt Không, Nguyệt Văn, hai tăng nhân này có phải đệ tử của Thiếu Lâm Tự không? Phải. Hai người này cấu kết qua khấu. Điều ta muốn biết là kẻ chủ mưu đứng sau là ai? Đúng là Nguyệt Không đã theo Bần Tăng xuống núi, nhưng mà Nguyệt Văn không có xuống núi. Chính tay ta đã bắt bọn họ lại. Ông còn muốn chối cãi sao? Nguyên Kính, ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng ta có thể khẳng định đệ tử Thiếu Lâm Tự không thông đồng qua khấu đâu. Xin hỏi Thích Tướng Quân, bây giờ họ đang ở đâu? Đang ở trong đại lao. Không biết phương trượng muốn tự mình đến đại lao hay là ta đưa họ ra đây? A-di-đà Phật, Bần Tăng muốn đến đại lao. Nếu hai đệ tử thật sự thông đồng qua khấu, ta nhất định không bao che. Ông còn gì để nói nữa không? Bây giờ ông đã tin đệ tử của mình là gian tế chưa? Thiếu Lâm Tự các người, Nguyên Kính, sự việc vẫn chưa điều tra rõ ràng. Nếu qua khấu thật sự phá hoại đại điển thì không chỉ có hai người. Đại soái, Khâm Sai đại nhân vừa tới, đại điển tế hải sắp bắt đầu, mau sắp xếp canh gác đi. Rõ.
Lưu Thiên Hộ tham kiến Nghiêm đại nhân. Làm gì vậy? Theo lệnh của Thích tướng quân, cho dù là ai cũng phải kiểm tra kỹ càng. Sao đây? Cả ta cũng bị kiểm tra sao? Đi. Mọi việc bình thường. Nè, gì vậy? Ta thấy hay về đi. Đi về sao? Đại điển này trăm năm một lần, chưa nhìn sao đi được chứ? Chúng ta lại làm trái lệnh của phương trượng rồi. Nè, nhanh lên, nhanh lên. Huynh không đi phải không? Được thôi, huynh không đi thì tự ta đi. Nè, nè. Bẩm báo Hồ đại nhân, Nghiêm đại nhân đã tới. Nghiêm đại nhân, Nghiêm đại nhân, Nghiêm đại nhân. Phất cờ đỏ. Nguy hiểm, có người chết rồi. Chạy mau đi, chạy mau đi, chạy mau. Tránh ra. Đi, đi bắt Hoa Khấu. Nè, huynh muốn giúp Thích Kế Quang sao? Chuyện này không liên quan Thích Kế Quang. Hoa Khấu hại người dân, chúng ta không thể bỏ mặc được. Đi, đi thôi. Là nhóm của Nguyệt Không phải không? Chúng ta tới đó giúp họ đi. Không được. Nhìn thấy chúng ta, họ có nghĩ chúng ta là Hoa Khấu không? Chúng ta đi thôi. Nguyệt Không, chúng ta mau giúp họ đi. Không được, không liên quan tới chúng ta. Dù không liên quan tới chúng ta, nếu chúng ta đánh bại Thất Võ Sĩ thì có thể bàn điều kiện với họ rồi. Nhưng mà ta không đem theo kiếm, chúng ta dùng súng đi. Bắt họ lại, hai người đó là Hoa Khấu. Đi. Bên đó cũng có Hoa Khấu. Hideko, bắn tên. Thank you.
Đại nhân, đi mau. Ông có biết ta đợi ngày này lâu lắm rồi không? Quá nguy hiểm. Trời đất rộng lớn, nhật nguyệt chiếu sáng, trời có tứ duy, đất có tứ hải, biển hưng ta hưng, biển cạn ta cạn, sinh đôi nảy nở, rộng lớn bao la, sáng rọi trời xanh, cá tôm đầy khoang, rải khắp thiên hạ, báo cáo biển lớn. Họ có con tin đó, giết hắn càng tốt, để hắn khỏi hại nước hại dân. Hợp với lòng người, người dân một lòng, đoàn kết dựng xây. Hồ đại nhân, Hồ đại nhân, chiếu thư. Trả chiếu thư cho ta. Phóng tên, trả chiếu thư cho ta. Trả chiếu thư cho ta. Cũng may là có huynh, nếu không ta chết chắc rồi. Là gì vậy? Là người. Huynh làm gì vậy? Cứu cô ấy. Huynh không thấy lúc nãy Hoa Khấu tàn sát người dân sao? Dù không giết thì cũng không nên cứu. Chấp mê bất ngộ, cứu một mạng người còn hơn xây tháp 7 tầng mà. Cũng phải coi mình đang cứu ai chứ. Huynh cứu mạng cô ta thì cô ta lại làm hại nhiều người dân hơn nữa. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, nè, cô ấy tỉnh rồi, đừng đánh nữa mà. Tiểu thư, tiểu thư, cô không sao chứ? Bỏ đi, họ đã cứu ta đó. Hoa Khấu đáng chết, ngươi có biết không? Bọn ta cứu cô ta, ngươi lại lấy quán trả ơn. Đi, Nguyệt Không, chúng ta đi. Nguyệt Không, huynh phải đi sao? Huynh biết trị bệnh không? Ta đến nơi này cũng là để trị bệnh. Là phụ thân đã kêu ta tới. Huynh xem giúp ta được không?
Ta không xem được gì hết. Đại phu của người Nhật cũng tìm không ra bệnh. Tìm không ra là không có bệnh. Nguyệt không, chúng ta đi thôi. Ta đưa cô đi gặp một người, có lẽ bệnh của cô người đó trị được. Nè, huynh đưa cô ta đi gặp phương trưởng sao? Huynh chê chúng ta gây rắc rối còn ít quá hả? Huynh muốn tôi thể chết không cứu sao? Nguyệt không, đa tạ huynh. Uống chút nước đi. Sao vậy? Hideko, thấy trong người không khỏe sao? Vết thương đau lắm hả? Ta bắt mạch cho cô nha. Không được đụng tới cô ấy. Mau tránh ra. Nè, làm gì vậy? Tiểu thư, huynh ấy chỉ khám bệnh cho ta thôi. Nói cái gì vậy? Chúng ta đi thôi. Ta không muốn cùng họ đi tới Thiếu Lâm Tự đâu. Chúng ta không biết đường đi. Ta sẽ hỏi. Ta không muốn nhìn thấy họ nữa. Hideko, Nguyệt không, Nguyệt không, ta sẽ ở Thiếu Lâm Tự chờ các huynh. Sai rồi. Chúng ta làm gì sai rồi sao? Để nói cái gì vậy? Ta nói con đường họ đi tới Thiếu Lâm Tự đã sai rồi. Ăn đi. Sai thì cho sai luôn đi. Sư huynh, sư huynh về rồi. Sư huynh về rồi. Sư đệ, các đệ khỏe chứ? Phải. Bọn huynh về tới rồi. Sư huynh về rồi. Sư huynh về rồi. Sư huynh về rồi. Tri khách sư huynh. Nguyệt không, đệ không nghe phương trưởng dạy bảo cùng Nguyệt Văn đi tham gia đại điển. Đệ biết lỗi chưa? Đệ biết rồi. Được, đã biết lỗi rồi. Lát nữa ra sau núi tự kiểm điểm bản thân đi. Dạ được. Nguyệt Văn, có. Đệ tự ý xuống núi, nhiều lần phạm giới, Thiếu Lâm Tự không chứa chấp đệ nữa. Đệ xuống núi đi. Nguyệt kiến sư huynh. Phương trưởng sư thúc, lần này con xuống núi thật ra là muốn đi coi thử Hoa Khấu làm loạn tới mức nào thôi. Nhưng bây giờ con đang tính bẩm báo với phương trưởng sư thúc, chuẩn bị xuống núi chống Hoa Khấu đây. Đệ còn dám nói dối sao? Chẳng phải đệ xuống núi thăm cha mẹ của đệ sao? Phương trưởng sư thúc, những lời con nói là sự thật. Nguyệt Văn, nói một câu nói dối phải dùng 10 câu nói dối để che đậy. Sao phải khổ sở vậy chứ? Con biết lỗi của mình rồi. Nhưng mà phương trưởng sư thúc, con xin người đừng đuổi con xuống núi được không? Con có thể sửa đổi không? Chỉ cần phương trưởng cho con cơ hội, con nhất định sẽ sửa đổi mà. Tuy là Nguyệt Văn tự ý xuống núi, nhưng trong buổi đại điển cũng đã lấy công chuộc tội, làm được vài chuyện tốt. Tạm thời giữ cậu ấy ở lại đi. Nếu cậu ấy vẫn không thay đổi sẽ trừng phạt sau. Bây giờ con theo Nguyệt không, cùng nhau ra sau núi tự kiểm điểm bản thân đi. Đa tạ phương trưởng sư thúc, đa tạ nhị vị sư huynh.
phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại iFilm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sư đệ, sau này ngày nào cũng phải siêng năng luyện tập mới được, có biết không? Nữ thí chủ, đây là thiền tự nội viện, không vào được đâu. Vậy ta tìm người cũng không được sao? Thí chủ muốn tìm là người trong Thiếu Lâm tự sao? Nguyệt Không, các người biết Nguyệt Không chứ? Vậy các người có thể kêu quân ấy ra đây không? Nguyệt Không đang chịu hình phạt hối lỗi. Nguyệt Không bị làm sao? Đây là chuyện riêng của Thiếu Lâm tự bọn ta, mời thí chủ về cho. Người nhà cũng không được gặp sao? Chắc các người không cấm chuyện gặp gỡ người nhà chứ? Nữ thí chủ nói đùa rồi. Nguyệt Không là một cô nhi, từ nhỏ đã thọ giới xuất gia, làm gì có người nhà? Ta là người nhà của quân ấy thật mà. Người nhà thế nào? Ta, thê tử không phải là người nhà sao? Cô nói cái gì? Ta nói ta là thê tử của Nguyệt Không. A-di-đà Phật. Xin thí chủ đợi một lát. Nè, cử động chút đi, ngồi yên hoài tê chân lắm. Nè, có muốn luyện võ không? Như vậy chân tay có thể linh hoạt một chút. Huynh bớt nói hai câu được không? Hai câu thôi sao? Không được. Không nói chuyện, miệng lưỡi sẽ không lanh lợi đâu. Phật tổ nói, nhất thiết chư tướng, tức thị phi tướng. Lại nói, nhất thiết chúng sanh, tức phi chúng sanh. Trời ơi, huynh phiền quá. Huynh còn đọc nữa, ta cũng đọc đó. Phật tổ là chân ngữ giả, thực ngữ giả, như ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Cách bích qua ảnh động, nghi thị ngọc nhân lai, sao hả? Sao vậy? Huynh không đọc nữa sao? Nè, có phải ý nghĩa hơn Kinh Kim Cang không? Nguyệt kính sư huynh. Nguyệt Không, Nguyệt kính sư huynh. Theo ta ra ngoài, phương trưởng muốn gặp đệ đó. Dạ. Nè, nè. Mau lên, mau. Hideko, Nguyệt Không. Hideko, sao cô lại ở đây? Huynh làm sao vậy? Vi phạm tự quy sao? Không có. Nguyệt Không, lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều hòa thượng như vậy đó. Ta cầu xin cô, đừng đùa giỡn nữa. Ta đâu có đùa. Nguyệt Không, ta chờ huynh lâu lắm rồi, đi dạo với ta đi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại iFilm. Phương trưởng sư thúc, sư phụ. Chuyện này là sao? Phương trưởng sư thúc, vị thí chủ này nói cô ấy có bệnh. Có lẽ bệnh của cô ấy chỉ có người mới chữa được, cho nên con mới đưa cô ấy tới đây. Phương trưởng sư thúc, có phải bệnh của Hideko khó chữa lắm không? Cô ta không có bệnh. Không có bệnh. Vậy là cô ấy gạt con sao? Sao cô ấy phải gạt con chứ? Con không nên cõng cô ta trên người con. Nhưng vì lúc đó cô ấy đang bị thương. Con bỏ cô ta xuống chưa? Con bỏ xuống rồi. Thật chứ? Con bỏ xuống thật mà. Trong lúc con cõng cô ta trên lưng, cô ta đã cõng con vào trong tim. Con bỏ cô ta xuống rồi.
nhưng cô ta thì chưa bỏ con xuống được. Ta quay lại là muốn tìm lại đồ vật ta đánh mất ở đây. Cô mất đồ vật gì? Ta tìm giúp cô. Trái tim của ta bỏ mất ở đây, không lẽ ta không nên quay lại tìm sao? Trái tim của cô không nên dừng lại ở đây. Men theo con đường này đi thẳng tới phía trước, cô hãy tự bảo trọng. Nguyệt không, huynh còn nhớ ta đã từng nói gì với huynh không? Mẫu thân ta từng dạy ta, nếu bàn tay của một nam nhân rất mềm mại và bàn tay này sẽ ấm áp vào mùa đông và rất mát mẻ vào mùa hè, thì nam nhân đó chính là nam nhân của con. Nói thật, đây là lần đầu tiên ta gặp được nam nhân như vậy. Huynh thấy ta có đẹp không? Sắc tức thì không. Xinh đẹp hay không có liên quan gì đâu chứ. Vậy rốt cuộc là đẹp hay không? Không được nói dối. Nói dối là phạm giới đó. Đẹp chứ. Nhưng mà đẹp thì đã làm sao? Vậy huynh có thích không? Huynh không trả lời tức là huynh thích ta rồi. Ta thích cô, cũng như ta thích chúng sanh thôi, không khác biệt gì. Có khác biệt đó. Huynh thích ta đúng không? Huynh nói dối. Ta nhận ra điều đó. Cô nhìn lầm rồi. Nguyệt không, huynh không có trái tim, hay là huynh không biết động lòng? Có tim, nhưng ngoài tim ra không có bất cứ thứ gì hết. Có chứ. Chẳng phải ta là một người đang sống sờ sờ đây sao? Lẽ nào huynh không nhìn thấy? Nguyệt không, hoàn tục đi. Ta sẽ tới sống vui vẻ cùng với huynh, được không? Kiếp trước đầu thai 500 lần mới đổi được một lần chạm vai của kiếp này. Lẽ nào chúng ta chưa đủ duyên phận sao? Nếu như để huynh lựa chọn, hoặc là ta sẽ chết, hoặc là huynh hoàn tục, huynh sẽ chọn cái nào? Nguyệt không? Thì đi cô. Tiểu thư, tiểu thư, bây giờ huynh biết là huynh thích ta rồi chứ? Huynh có hoàn tục không? Ta không thích cô. Không phải huynh đang gạt ta, mà huynh đang gạt chính mình thôi. Tiểu thư, tiểu thư, cô không sao chứ? Không sao. Dừng tay. Không mang buông kiếm xuống ngay. Lấy vũ khí của ngươi ra. Ta muốn quyết đấu cùng ngươi. Nhất định phải vậy sao? Hôm nay giữa ta với hắn, nhất định phải chết một người. Huynh ấy muốn quyết đấu với huynh. Huynh sợ sao? Huynh nhất định phải đấu với huynh ấy. Nếu không huynh sẽ chết đó. Thuyết minh và lồng tiếng tại y phim. Hôm nay Thiếu Lâm tự không đón tiếp khách. Mời. Thank you.
Sư phụ! Sư phụ! Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại iFilm. Dừng tay! Casino! Nguyệt không? Nguyệt không? Vị thí chủ này đã thắng rồi. Mời thí chủ. Nguyệt không, đứng lên. Huynh không sao chứ? Tên kia, tiểu tử ngươi quả nhiên đã tới đây. Người khác không biết, chứ ta thì lạ gì ngươi. Ngươi ý lại đao pháp tốt. Được lắm, hôm nay ta sẽ dạy ngươi bài học. Lên, Nguyệt Văn, không được vô lễ với người ta. Mời thí chủ về cho. Tiểu thư, ta đã thắng rồi. Ta biết. Vậy giờ chúng ta đi thôi. Còn không đi đi. Huynh không muốn biết huynh ấy đã nói gì sao? Ta không muốn biết. Hắn ta nói gì? Huynh ấy nói trước khi tới Thiếu Lâm Tự còn tưởng rằng Thiếu Lâm Tự võ công cao cường, không ngờ hôm nay đấu thử mới biết dở tệ tới như vậy. To gan. Hắn nhờ tài đao pháp mau lẹ, may mắn thắng được một trận, đã không coi ai ra gì. Tiểu thư, hãy mau theo tôi rời khỏi đây ngay. Họ nói nếu mà huynh muốn đưa ta rời khỏi nơi này thì huynh phải xin lỗi họ trước. Thiếu Lâm Tự các người đúng là hiếp người quá đáng mà. Huynh ấy nói Thiếu Lâm Tự mang tiếng là tổ tiên của Thiền Tông, Phật môn chí tôn. Vậy mà hôm nay thật là mất mặt quá rồi. Cái gì? Cô nói với hắn, lẽ nào hắn quên mất tổ tiên của hắn là ai sao? Bắt đầu từ thời Đại Đường là đã thọ ơn huệ của thiên triều chúng ta rồi, không biết đền ơn, còn dung túng bọn Hoa Khấu giết hại bá tánh chúng ta. Được lắm, nè, hôm nay ta cho ngươi toại nguyện, ta liều mạng với ngươi. Nguyệt Văn,
vị thí chủ này cùng với vị cô nương kia, hai người đi đi. Phương trưởng nói ỷ lại múa đau nhanh, thực ra vốn dĩ không có đau pháp gì. Nếu như huynh muốn đưa ta rời khỏi nơi này, hoặc là đánh thắng bọn họ, hoặc tự chặt đứt cánh tay của mình. Phương trưởng sư thúc, nếu mà huynh dám ra tay thì đừng hòng sống sót rời khỏi chỗ này. Vậy thì hôm nay ta muốn coi thử Thiếu Lâm tự gian danh thiên hạ rốt cuộc có bản lĩnh tới đâu. Vừa nãy nói các người xông lên từng người một phiền phức quá rồi, chi bằng cùng xông lên một lượt đi. Cái gì? Dừng tay. Xin thí chủ hãy đưa cô nương này rời khỏi đây. Chúng ta đi. Sư thúc, tha được thì tha. Bình thường dạy con luyện công không chịu luyện, bây giờ mất mặt rồi. Nguyệt Văn, có sao không? Không sao. Sư phụ, đánh chết hắn đi. Chết rồi thì không còn sống nữa. Loại người như hắn sống có ích gì chứ? Một người khi sắp chết mới biết được phải sống ra sao. Không được. Loại người vô dụng mới tự sát. Cô không muốn ta chết sao? Ta chưa bao giờ muốn huynh chết. Không muốn ta chết thật sao? Ta chỉ muốn huynh đừng đi theo ta nữa. Huynh đi đi. Thank you.
Đi thôi. Nguyệt không. Xin lỗi. Cô còn muốn gì nữa? Tôi chỉ muốn đuổi huynh ấy đi. Không ngờ lại như vậy. Huynh ấy đã đi rồi. Cô cũng nên đi đi. Huynh còn chưa đi sao? Ta không thể để cô ở lại đây một mình. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đi kinh sư, gặp Nghiêm Thế Phiên. Muốn loại trừ Hoa Khấu, chúng ta cần phải học trận pháp, học võ nghệ, học công phu. Có công phu sẽ gan dạ hơn. Thường nói người có võ nghệ trở nên can đảm. Học sẽ quen, không học thấy lạ. Học biết rồi thì giết địch, không học sẽ bị địch giết chết. Cho nên bây giờ chúng ta phải cố gắng luyện tập. Bây giờ các người đứt gân gãy xương, sau này trên chiến trường có thể giết địch. Nghe có hiểu không? Đã hiểu. Chuẩn bị. Đưa tay lên. Một, hai, ba, bốn, năm. Một, hai. Ngừng. Đại soái, đại soái. Nguyên kính, ta có mời hai võ tăng tới đây để dạy công phu thiếu lâm cho cậu đây. Thì ra là họ sao? Họ là cốt cán trẻ tuổi của Thiếu Lâm Tự, công phu khá lắm đó. Đại soái, họ làm giáo tập, tôi không đồng ý. Tại sao vậy? Cốt yếu luyện binh, trước tiên luyện tướng. Cho dù hai vị tăng nhân có công phu cao cường, nhưng họ lại không tuân thủ pháp kỹ của triều Minh, thì làm sao dẫn binh đây? Nguyên kính, là tướng quân không được có tư tưởng vào trước làm chủ. Cứ để cho họ thử xem. Được, chúng ta bắt đầu. Mời. Thích tướng quân, huynh muốn chúng tôi dạy gì? Công phu giết địch. 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, tuyệt kỹ nào cũng có thể giết địch. Chúng ta bắt đầu từ hôm nay, dạy họ mã bộ trước. Nè, làm cái gì vậy? Làm như vậy thì có tác dụng gì chứ? Nực cười thật đó. Làm vậy để làm gì? Làm như vậy Hoa Khấu lấy kiếm chém chết chúng ta luôn rồi. Đúng đó, chưa giết địch thì bị địch giết rồi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Y-phim. Muốn luyện công phu phải luyện từ căn bản. Không biết căn bản, chỉ qua tay múa chân có tác dụng gì? Đánh trận là đau thương đối đầu. Công phu của Thích tướng quân dạy mới là công phu thật sự. Đúng, đúng đó. Giết địch phải dựa vào công phu thật sự. Có bản lĩnh thì hãy đấu với Thích tướng quân đi. Đúng, đấu thử đi, rồi hãy dạy chúng tôi chứ. Có dám không nào? Có dám không?
chắc là không dám rồi. Được, đấu thì đấu. Hay, hay quá, tướng quân thắng rồi, thắng rồi. Được, đánh lại lần nữa đi. Đủ rồi, hôm nay tới đây thôi. Kim Khoa, có. Đưa Nguyệt Văn đi xử lý vết thương. Nguyên Kính, cậu đi theo ta. Xin mời. Nguyên Kính, cậu nghi ngờ công phu của họ sao? Đại soái, tôi hoàn toàn tin công phu của họ, nhưng sự thắng bại trong chiến tranh không phải được quyết định bởi võ nghệ cá nhân. Thứ tôi dạy binh sĩ là dũng khí giết địch, kỷ luật tác chiến cụ thể. Nói không sai, cậu cũng rất ưu tú, là tướng quân tài giỏi, ta không phủ nhận điều này. Nhưng mà cậu không thể huấn luyện từng người giống như cậu được. Thích Kế Quang không phải là người khác, người khác cũng không phải Thích Kế Quang. Tôi sẽ huấn luyện binh lính của mình trở thành giống như tôi. Nếu có đủ điều kiện, ta tin cậu sẽ làm được. Nhưng mà tình hình bây giờ cậu không làm được. Đại soái, chẳng lẽ tôi nghĩ là không làm được thì tôi sẽ không làm sao? Là một tướng quân phải biết cách phát huy ưu điểm của người khác, lợi dụng ưu điểm của họ, chứ không phải chỉ nhìn vào khuyết điểm của họ. Võ công tăng nhân cao, cậu nên học theo ưu điểm của họ mới đúng chứ. Làm sao mới có thể trừng trị Thích Kế Quang đây? Nguyệt Không, huynh có nghĩ ra cách gì không? Chúng ta tới đây đánh Hoa Khấu, không phải đánh Thích Kế Quang. Được, vậy chúng ta đánh Thích Kế Quang trước, rồi đánh Hoa Khấu sau. Huynh coi đám binh sĩ đó đi, một đám hỗn tạp chẳng ra gì. Với bộ dạng này, làm sao đánh lại Hoa Khấu đây? Cho nên chúng ta mới phải huấn luyện ra một nhóm người. Nguyệt Không, hay như vậy đi, ta dạy họ luyện công phu, huynh dạy họ thiền. Ta phải cho Thích Kế Quang nhìn thấy Thiếu Lâm Tự chúng ta huấn luyện người khác ra sao. Chúng ta phải tập trung lực lượng tiêu diệt Hoa Khấu. A-di-đà Phật, xin hỏi khi nào bọn ta mới có thể dạy mọi người luyện công đây? Khi các ngươi hỏi chuyện ta, đầu tiên nên gọi chức vụ của ta. Ta là vệ chỉ huy Thích Kế Quang, vậy nên gọi tăng nhân là sư phụ. Ở đây là quân doanh, bọn ta không phải binh sĩ. Ngươi cũng biết rõ bọn ta đang hỏi chuyện ngươi. Xin hỏi Thích tướng quân, khi nào bọn ta bắt đầu dạy mọi người luyện công đây? Hai người về doanh trướng nghỉ ngơi trước đi. Nghỉ ngơi? Bọn ta tới đây để làm gì chứ? Hai người là do đại soái đưa tới mà. Ngươi, Nguyệt Văn, thức dậy đi. Nguyệt Văn, gọi cái gì chứ? Ra tập luyện buổi sáng thôi. Ở đây không phải Thiếu Lâm Tự, để ta ngủ thêm một chút đi mà. Nè, chúng ta tới đây không phải để ngủ đâu.
Dĩ Tam Thiên, Đại Thiên Thế Giới, Tối Di Di Trần. Được rồi, được rồi, huynh đừng đọc nữa. Ta thức dậy không phải là được rồi sao? Phim được dịch, Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại iFilm. Nguyệt Vân, Nguyệt Vân, cô không chịu dừng tay. Ta ra luyện công, chẳng lẽ là sai sao? Nếu không có càng hiệu lệnh, ta nhất định đánh thắng hắn rồi. Được rồi, xuất phát thôi. Dám trừng mắt ta sao? Còn trừng nữa ta đánh bây giờ. Nè, mắt ta cũng to nè. Ta nhìn ngươi đó. Thích Kế Quan coi thường ta, ngươi cũng coi thường ta. Đúng là đáng ghét. Chờ đó. Đi. Đi, đi, đi đi. Ngựa chạy rồi, ngựa chạy rồi, mọi người mau ra đi. Ngựa chạy rồi, ngựa sổng chuồng rồi, nhanh lên, mau bắt chúng lại đi. Ngựa chạy mất rồi, mau lên, mau chặn chúng lại đi. Phim được dịch, Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại iFilm. Ngựa chạy ra ngoài rồi, mau cản chúng lại đi. Ngựa sổng chuồng rồi. Có mùi gì vậy? Hả? Có mùi gì đâu? Sao ta không ngửi thấy? Huynh vừa đi đâu vậy?
Ta vừa ra bên ngoài hít thở không khí trong lành một chút thôi. Không khí bên ngoài tốt thật đó. Bên này, bên này. Chặn nó lại đi. Ai thả ngựa ra vậy? Sao tự nhiên chúng chạy loạn lên hết rồi? Bắt chúng lại đi. Ghi chặt cương của chúng đi. Đừng buông ra. Nhìn ta làm gì? Chuyện này không liên quan tới ta đâu. Để Thích Kế Quang bận biểu một chút đi. Mặc kệ họ đi, đi thôi. Huynh chặn chúng lại đi, mau lên. Nó lại muốn chạy nữa kìa. Có chuyện gì ở đây vậy? Sao lại như vậy? Có binh sĩ nhìn thấy Nguyệt Văn ở gần chuồng ngựa. Tập trung mọi người lại đi. Rõ, các người qua đây. Lục soát. Các người làm gì? Hả? Chơi trò gì đây? Xảy ra chuyện gì sao? Ngươi lấy y phục của ta làm gì? Đây là cái gì? Không biết sao? Ta cho ngươi biết, đây là phân ngựa. Nói như vậy, ngươi đã thừa nhận. Đúng. Ngựa là ta thả ra. Sao hả? Dẫn đi. Rõ. Đi. Dựa vào đâu bắt ta chứ? Thả ta ra. Tuy ngựa là súc vật, nhưng chúng không khác gì binh sĩ. Cũng ra chiến trường, cũng đổ xương đổ máu vì quốc gia. Ngươi tự ý thả chiến mã, nhiễu loạn trật tự quân doanh, theo quân pháp là phải chém đầu. Chém đầu? Ngươi lấy chuyện công trả thù riêng. Thích Kế Quang luôn thưởng phạt phân minh. Nếu ngươi có công, cho dù là kẻ thù, ta cũng thưởng cho ngươi. Nhưng nếu ngươi phạm lỗi, dù có là huynh đệ của ta, ta cũng trừng phạt ngươi. Dẫn đi. Không được dẫn huynh ấy đi. Ai kháng lệnh được xem là đồng lõa. Ngươi không, chuyện này không liên quan tới huynh. Ta cũng muốn xem hắn định làm gì ta. Buông ra. Dừng tay. Du sư thúc. Đại soái lại tới cầu xin sao? Chỗ ngươi cứ liên tục gây phiền phức. Đại soái, là vì Võ Tăng mà đại soái mời tới gây phiền phức. Phim được dịch, chúng ta vào trong nói đi. Cứ chờ đó đi. Du sư thúc, thúc không cứu con sao? Kẻ địch trước mắt, Hoa Khẩu có thể tấn công bất cứ lúc nào. Các ngươi một người là tướng quân, một người là giáo đầu, lại mâu thuẫn không ngừng. Trận này làm sao đánh đây? Xưa nay danh tướng dùng binh, không có ai là không dùng tới hiệu lệnh. Ta vừa giết một tên Lưu Thiên Hộ không nghe lệnh, giờ lại kéo tới thêm hai tên Võ Tăng Thiếu Lâm. Hai người họ không giống với Lưu Thiên Hộ đâu. Vì hai người họ thật lòng muốn chống Hoa Khẩu. Họ là tăng nhân, không hiểu quy tắc trong quân doanh. Ngươi cũng phải thay đổi thái độ đối tốt với họ một chút chứ. Đại soái, chẳng lẽ năm đó đại soái ở Phúc Kiến cũng dẫn binh như vậy sao? Ta được, ta thay mặt Nguyệt Văn tạ lỗi với ngươi. Được rồi chứ, Nguyên Kính à. Được, hôm nay coi như ta nể mặt đại soái, nhưng sau này còn có chuyện như vậy, không ai có thể cứu nổi hắn đâu.
Thật không ngờ, chưa giết được tên Hoa Khẩu nào đã chết trong tay Thích Kế Quang rồi. Có Du sư thúc ở đây, Thích Kế Quang không giết mình đâu. Vậy sao lúc nãy sư thúc không giúp ta đi? Thúc ấy nói chuyện với hắn ta làm gì chứ? Lần này đúng là huynh sai mà. Ta sai chỗ nào? Chỉ là mấy con ngựa không nghe lời thôi mà. Con đã biết sai chưa? Du sư thúc, thúc tới giúp con sửa sai phải không? Nguyệt Văn, hiện tại con không chỉ là tăng nhân mà còn là quân nhân, sau này không được như vậy. Con biết rồi Du sư thúc. Cởi trói cho con đi. Cái này phải nhờ Thích tướng quân, cậu ấy mới có quyền ra lệnh trong quân doanh. Ta không có quyền này. Đây là lần đầu vi phạm, ta tạm tha cho ngươi. Thả hắn ra đi. Khoan đã, nếu vậy con phải mang ơn Thích Kế Quang rồi. Con không cần. Con muốn mất đầu sao? Ngày xưa Tào Tháo cắt tóc thay đầu, nay con không còn tóc nữa. Nếu đã phạm lỗi thì nên xử phạt. Có gì to tát đâu, 50 gậy có đủ chưa? Thiệt là, ngươi muốn bị phạt thật sao? Ta không muốn nhận ơn của ngươi. Được, dẫn đi. Huynh, huynh nhẹ tay chút được không? Chẳng lẽ lúc thoa thuốc còn đau hơn lúc bị đánh sao? Nếu như Thích Kế Quang đánh huynh, huynh có kêu đau không? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại iFilm. Ta không để cho hắn coi thường ta. Mối thù một thương kia còn chưa trả được, giờ Thích Kế Quang lại nợ ta thêm 50 gậy nữa. Thù này ta nhất định phải trả. Mau thoa thêm thuốc đi.